Hôm nay mới nắng là lên tí, mấy hôm mưa liền, trời dở rời trở lạnh. Đây mọi người nhìn, như thế này là cái lịch tiêm vaccine đợt tiếp theo là sẽ phải lùi lại một chút để cho con nó khỏe mạnh lại, rồi lúc đấy sẽ tiêm. Đấy, cho nên là nói với lại các chủ chó là cái ngày đón ấy nó không có cái ngày cố định, tùy theo cái điều kiện thời tiết và cái sức khỏe của con chó con. Nếu mà nó khỏe, nó thuận lợi thì hơn 60 ngày một chút là có thể đoán được rồi. Nhưng mà nếu mà đàn chó con của Loki và Faye, này đi ra đây, ra ngoài chơi nào. Ra đây nè. Thằng da cam là nó ốm này, nó bú mẹ rồi, tiêm cho nó một mũi là nay nó khỏe rồi. Cho hai đứa này ra xem nào, nó có ra không. Có hai đứa ốm tím này, và thằng dây mặt cười em Hồng hôm qua ốm như là mà nay khỏe rồi, em Hồng khỏe trước. Thằng da cam này chứ có sơ xảy ra là hôm thứ bảy nó mưa và quay cho con nó chơi thì quay ở trong nhà, nhưng mà cho con nó lại đạp cái quay ra để nó chạy ra ngoài nó chơi. Thế là con nó đạp ra ngoài nó chơi và đến lúc phát hiện ra thì là mấy con bị ướt rồi, lau hết rồi nhưng mà không kịp, nó vẫn bị ngấm lạnh, nó bị cảm. Bốn con bị cảm, bỏ ăn đi ngoài. Nay thì một con khỏe rồi, có một con là nó bị cảm và nó bị sốt, nó bị cấp tính và không may nó ra đi. Là đấy là nuôi chó con là các bạn biết được cái điều mà nó không hề có đơn giản, nó chỉ sơ sẩy ra một chút thôi là sẽ có mất quân số ngay, quân số sẽ không giữ được ngay. To đến bây giờ rồi, to lắm rồi nhưng không phải bé nữa. Đây, cái con là bụng hóp hóp này, con bụng hóp ấy chính là cái con mà nó bị sốt đấy. Nay là nó khỏe, nó vui vẻ rồi, đòi ăn rồi. Còn những con mà nó khỏe mạnh thì đây, người nó sẽ đậm người. Đây, mấy con chó con này vẫn còn hai con ốm mà nó không muốn ra ngoài chơi luôn. Thôi phải ở ngoài này chơi thôi, rồi thế trở lại cho nó vào trong chuồng vậy. Như thế là cái trận cảm này, trận không may bị cảm sốt này là bị mất một con, là con đực dây nâu. Nó là con trong video nó là con đực số 2. Nó nhanh quá, bị cảm hôm trước là hôm sau là nó đi luôn, có lẽ là nó phát ra một cái cấp tính nào đấy. Mất một con, hôm nay mới nắng là lên tí, mấy hôm mưa liền, trời dở rời trở lạnh. Đây mọi người nhìn, bà Hồng này là hôm qua, không phải bà Hồng, con nào, con da cam kia chứ, con đực, đực da cam là hôm qua ốm, hôm nay khỏe rồi. Còn có mấy đứa, như thế này là cái lịch tiêm vaccine đợt tiếp theo là sẽ phải lùi lại một chút để cho con nó khỏe mạnh lại, rồi lúc đấy sẽ tiêm. Đấy, cho nên là nói với lại các chủ chó là cái ngày đón ấy nó không có cái ngày cố định, tùy theo cái điều kiện thời tiết và cái sức khỏe của con chó con. Nếu mà nó khỏe, nó thuận lợi thì hơn 60 ngày một chút là có thể đoán được rồi. Nhưng mà nếu mà nó có phát sinh cái gì đấy thì đây đúng là nó đang có phát sinh. Nó phát sinh cái gì đấy thì sẽ đón muộn hơn. Nghĩa là làm sao là đón chó con, đón để đảm bảo con chó con nó khỏe mạnh. Ra đây chơi nào. Đấy. Thấy cho con nó bị đi ngoài, nó bỏ ăn. Đầu tiên là hai con thì kiểm tra, phải kiểm tra Caripavo ngay,
nhưng mà may quá là không phải bị Carrie. Thì hỏi lại chăm sóc cho con thì mới có một cái để mà biết được là cái hôm mưa ấy thì bình thường là cho con ra ngoài chơi như thế này, nhưng cái hôm trời mưa thì không cho nó ra ngoài chơi, bởi vì bên ngoài trời nó mưa, phải quây cho nó vào, cho nó chơi ở trong quây ở trong nhà. Đây em này, em ốm, hôm nay em khỏe rồi đây. Cho nó chơi ở trong quây, nhưng mà chúng nó lại đẩy cái quây đỏ đỏ cái quây, và cho nó chạy ra ngoài cho nó chơi, cho nó nghịch nước. Nó nghịch nước khoảng tầm 2 tiếng và nó bị nhiễm cảm. Đấy. Bởi vì nó lại trùng trúng vào bình thường mà con chó nó nghịch nước mà nó vầy mưa ấy thì nó cũng không có cái đến mức rủi ro vậy, nhưng mà nó lại trúng vào cái đợt này là cái đợt mà nó thay đổi thời tiết. Thay đổi thời tiết trời nó trở lạnh, nó đang hai mươi mấy độ, nó chuyển xuống còn 16 17 độ. Là cái con chó nó mệt mỏi. Phây ra đây chơi nào. Đây, những con khỏe mà. Khỏe thì nó chơi như này đây. Đây là ông này là hôm qua ông ấy ốm hay này, hôm nay ông ấy khỏe lại rồi đây đây. Đấy, nuôi cho con là nó cái tâm lý là luôn luôn phải chuẩn bị vững. Cái con chó nó đang rất là khỏe, nó chỉ có một cái sơ suất không may rất nhỏ là có thể là sẽ rơi rụng. Mà mỗi cái lần như thế là nó buồn. Nó buồn, nó ảnh hưởng tâm lý lắm. Cái con chó con nó khỏe mạnh thì nó vui vẻ, cảm giác nó vui vẻ. Nó chỉ cần ốm một cái là nó đã buồn rồi. Này thì mẹ thì không còn tí sữa nào cả, à, con thì vẫn bú nhiệt tình. Hy vọng là hai con kia hôm nay là tiêm ngày thứ hôm nay là tiêm ngày thứ hai, mới tiêm từ hôm qua. Chiều thứ bảy nó bị như thế thì lại nghĩ là không sao, đến chủ nhật thì nó mới phát sinh, nó bỏ ăn và là tiêm luôn. Hôm nay là thứ hai, tiêm ngày thứ hai là ngày thứ hai cũng là tiêm ngày thứ hai, tiêm mũi thứ hai. Thì ba con hôm qua tiêm xong một mũi ba con, thì hôm nay một con khỏe, một con đòi ăn rồi đây, còn hai con thì vẫn chưa, cho ra ngoài là vẫn nằm chơi thôi. Hai con thì có một con hóng chơi, còn một con thì không hóng chơi. Con hóng chơi thì hy vọng là sáng mai nó sẽ khỏe lại bình thường. Chọn gái Phú Quốc nhỉ. Đây gái Phú Quốc đây. Đấy, gái vào Phú Quốc. Và cái việc phây mất mất một cái đàn phây này, mất mất một cái đàn một 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 con đực, thì cái con đực còn lại là trại tạm thời sẽ không có bán nữa. Còn một cái con đực số 5 là cái con đực mà chưa có chủ thì trại sẽ tạm thời không bán nữa, để chờ chủ mà chọn con số 2 có muốn đổi sang con số 5 không. Nếu mà đổi sang con số 5 thì coi như là nó có chủ, còn nếu mà không thì lúc ấy sẽ tìm chủ cho nó. Ít nhất là phải chờ cho con nó khỏe mạnh lại đã, thì cái đoạn tìm chủ tính tiếp. Đang ra trêu Hana, hai con ranh con đang trêu trêu Hana. Thôi ô nào, đây ông đực đỏ đây, ông ấy đang nghịch, ông ấy đang thì gặm cái que đây. Ông đực số 5 dây đỏ đó, ông đang vớ được cái que, ông đang gặm, đang nghịch này để cho ngắm cái con này. Đấy, cũng nằm tụi.
ba cho nó phi vào đây cho nó chơi. Cho con thế. Nó khỏe lại thì nó hồi rất là nhanh. Nó ốm thì nó xuống sức cũng rất là nhanh. Đấy, tung tăng đấy, cả một lũ tung tăng đấy. Nhìn cái lũ tung tăng rồi nhìn hai cái con nó ốm, hai con còn ốm cái nhìn nó buồn. Ghê. Đó. Đây này, thằng này bụng đang hóp hóp đây này. Thằng đấy là thằng mới ốm dậy đấy. Nhìn bây giờ nhìn so ra nó chỉ bằng một nửa những cái thằng khỏe thôi. Đó. Bởi vì nó bị mất nước. Phải chờ vài ngày thì nó mới hồi lại. Nào, nghịch gì ở đấy? Mấy đứa kia. Rồi cho chúng nó vào trong. Đấy, bình thường là cho nó chơi như thế này để cho nó vận động lại, cho nó quen. Đi vào đây nào. Trời, nghịch. Đấy. Cho con đấy, ranh con tí đấy. Nghịch đấy. Trời. À, mấy đứa có đi vào không? Thích ở đây mà cấu trí nhau không? Một được một cái. Ăn đấm giờ. Nô nhau. Ái xà, qua Tam Quốc ngay. Đây này, đi cho chúng nó ra ngoài này. Không tránh khỏi này, chúng nó cứ tự gặm mấy cái linh tinh. À, nhặt lá cây rồi này kia nó gặm. Gặm những cái thứ mà không nên gặm rồi nó sẽ bị nôn. Đấy cũng coi như là cái bài học thực tế đầu tiên. Nôn một lần, hai lần, lần sau sẽ không gặm nữa. Đấy, ông mới ốm dậy mà ông đã nô đấy. Đấy. Ông này. Ông đã cũng đại ca lắm chứ không phải đại ca vừa. Ông mới ôm dậy người ông đang bằng có. Ông đang top hết cả người vào đấy. Đấy. Top hết cả người vào mà vẫn cứ ra bắt nạt cái con đỏ gạ con đỏ chơi, tranh giành cái que. Con đỏ hôm nay là nhìn trông nhìn nó to hơn gấp rưỡi rồi, một con mất nước và một con đủ nước. Nhìn nó to hơn hẳn, mấy hôm thì nó mới hồi lại được như bình thường được. Thôi đi vào đi. Nào. Đi vào đi. Đói giờ hay sao? Đói giờ hay sao mà gặp mát? Con nào cũng nô. Chẳng con nào không biết chơi kìa. Nó chúng nó tự chơi. Cái con chó mà cái thần kinh nó khôn và cái con chó trong cái cơ thể nó cảm thấy nó khỏe khoắn thì nó tự chơi, nó nô, nó rất là tung tăng. Phây ơi, mẹ gì mẹ nô với con, mẹ nô trâu bò thế đấy. Đấy, tung tăng đấy. Đấy đó. Thế mà mất một con, không thể tưởng tượng được. Không thể nghĩ được, mất một con. Vì nó phát sinh cấp tính. Khi mà cái con chó nó bị cảm, nó bị sốt. Cái sốt đấy, nó có thể nó phát sinh những cái khác. Thường là nếu nó gây trụy hô hấp. Nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà vào cái con mà nó sốt cao quá này. Nó như trẻ con ấy, nó sốt cao là nó co giật. Như đây bọn cho con nó không có cái sức, nó không có cái giữ được cái sức như vậy.
nó đã là sốt. Sốt thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng nó đã là sốt thì nó không có phải là đơn giản mà nó là nguy hiểm. Ốm cảm vặt sốt, sốt nhẹ thì rất đơn giản, nhưng mà nó nặng cái thì thôi. Sốt cao nè, thì chơi gì, đuổi hoa bắt bướm à? Gái đuổi hoa bắt bướm hả? Trời ơi trời, gãi cái là ngã ngửa ra luôn. Thôi Hana không ngon, để mẹ con nó tự chơi. Lằng xa lằng xăng. Phản mấy hôm mưa.